Xin kính chào quý vị và bà con. Thưa quý vị, các tỉnh miền Bắc đang diễn ra rét đậm rét hại trên diện rộng. Dự báo đợt rét đậm rét hại này khả năng sẽ còn kéo dài trong 2 đến 3 ngày tới với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 cho đến 13 độ, khu vực vùng núi là từ 5 cho tới 8 độ và vùng núi cao có nơi còn dưới 3 độ. Vùng núi cao vẫn cần đề phòng mưa tuyết và băng giá có thể xảy ra. Thưa bà con, Bắc Bộ đang trong thời kỳ chính đông nên các đợt rét đậm rét hại sẽ xuất hiện nhiều hơn, làm giảm sức đề kháng của gia súc gia cầm, tạo điều kiện cho một số loại bệnh truyền nhiễm phát triển mạnh. Bên cạnh đó thì một số vật nuôi già yếu còn non có sức đề kháng kém có thể bị chết nếu như không có biện pháp phòng chống thích hợp. Để chủ động phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, giảm thiểu tối đa thiệt hại gia súc gia cầm, bà con cần áp dụng một số biện pháp như sau. Cần gia cố chuồng trại cho phù hợp như là có hệ thống bạt, rèm để che chắn chuồng, đảm bảo kín gió, ấm áp. Phải giữ cho nền chuồng được khô ráo, có thể rải thêm rơm khô hoặc là trấu vào chuồng. Không cho trâu bò cày kéo khi mà thời tiết quá lạnh, áp dụng chế độ chăn thả muộn, về sớm. Cần cung cấp đủ thức ăn thô xanh với định mức bằng 10% trọng lượng cơ thể và đồng thời bổ sung thêm thức ăn tinh như là bột ngô, bột sắn, cám gạo khoảng 0,5-1 kg một con một ngày. Bổ sung thêm muối bằng cách pha khoảng 5g/100kg thể trọng bằng nước ấm cho trâu bò uống nhằm tăng trao đổi chất và sức đề kháng cho trâu bò. Trở lại với những thông tin thời tiết, cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ tối qua cho tới sáng nay, nhiều nơi ở khu vực từ Nghệ An cho tới Phú Yên đã có mưa dông. Riêng từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to với lượng mưa trên 50mm như là ở Bà Nà của Đà Nẵng là 72,2mm, ở Nam Thạch Hãn của Quảng Trị là 83,2mm và ở Phong Xuân Thừa Thiên Huế lượng mưa là 110,08mm. Dự báo mưa sẽ còn tiếp tục từ nay cho tới hết ngày mai với lượng mưa dự báo từ 40-100mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm 30 tháng 12, mưa lớn sẽ giảm dần và trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét cũng như tình trạng sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bà con. Xin kính chào và hẹn gặp lại!